Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi diễn đàn đối thoại cải cách hành chính. Tham gia đối thoại trực tiếp tại diễn đàn hôm nay sẽ là lãnh đạo của Sở Tài chính và huyện Bảo Lâm. Xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Tường Vân, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm. Dạ vâng, xin được cảm ơn sự có mặt của hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã bước qua một nửa thời gian của năm 2019 và trong 6 tháng qua thì việc thu ngân sách của địa phương ước đạt cao và tiếp tục tăng 23,3% so với cùng kỳ. Và nhìn lại con số này của năm 2018 thì đây cũng là một cái con số mà vượt so với dự toán được giao. Trong đó thì thu từ lĩnh vực thuế phí vượt dự toán và tăng trưởng khá so với năm 2017 và đây cũng là một con số tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây ạ. Rõ ràng thì đây là một nỗ lực hết rất sức là đáng ghi nhận và cũng là một tín hiệu vui. Thế nhưng tại sao thì nó lại được đánh giá là hiện tại thì vẫn là một nguồn thu thiếu ổn định và bền vững? Tham gia chương trình hôm nay thì xin mời bà Phạm Thị Tường Vân có thể có thêm những ý kiến về vấn đề này. Cảm ơn câu hỏi của MC Vân Hảo. Trước hết thì xin chia sẻ một vài thông tin về thu ngân sách trong cái thời gian vừa qua. Thì năm 2018 thì tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn của Lâm Đồng đạt 6.800 tỷ, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ. Và 6 tháng đầu năm 2019 thì tổng thu khoảng 4.100 tỷ và cũng tăng là 15% so với cùng kỳ. Thì chúng ta cũng biết được là thu thuế là cái khoản thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Trong đó thì năm 2018 thì tổng thu thuế của cả nước chiếm 80% tỷ trọng trong tổng thu ngân sách nhà nước. Và ngay cả cái tỉnh Đắk Lắk là tỉnh gần của chúng ta thì tổng thu thuế phí của họ cũng chiếm khoảng 75% trong cái tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đắk Lắk. Riêng Lâm Đồng thì cũng mới chỉ chiếm có 61% trong cái tổng thu. Ngoài ra thì cái khoản thu trong cái lĩnh vực ngoài quốc doanh là cái khoản thu lớn trong cái thu thuế phí chiếm khoảng 32%. Thì trong những cái năm gần đây và đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2019 thì cái thu này cũng chưa đạt được dự toán, chỉ đạt được 46%. Chính vì thế mà chính vì cái tỷ trọng thu ngân sách nhà nước của chúng ta trong thuế phí trong ngân sách nhà nước còn thấp, cũng như là những cái khoản thu lớn thì nó còn chưa đạt được dự toán. Vì vậy là trong một vài năm gần đây thì ngân sách tỉnh cũng bị hụt thu. Và như là huyện Bảo Lâm thì như anh Kiên của chúng ta đang làm chủ tịch ở huyện Bảo Lâm thì cũng đã phải xử lý một vài cái năm mà đã bị hụt thu về thuế phí. Do đó thì cũng có thể nói được là cái nguồn thu của chúng ta là chưa được bền vững và ổn định, cần phải có một cái môi trường để thu hút đầu tư như thế nào đó để mà thu hút khu vực kinh tế tư nhân cũng như là kinh tế đầu tư nước ngoài vào để tăng cái nguồn thu cho ngân sách, mà đó mới là những cái nguồn thu mà bền vững. Chứ hiện nay thì nếu mà 61% thì không đảm bảo được. Do đó thì cái câu hỏi mà dư luận quan tâm là thu chưa tăng trưởng qua các năm, tăng rất là cao, có năng tăng 15%, nhưng mà cái thiếu tính bền vững và ổn định là có lý do của nó. Xin hết. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của bà Phạm Thị Tường Vân. Và cũng như bà Vân vừa trao đổi thì tại các địa phương cái vấn đề này thì cũng rất được quan tâm. Và tại Bảo Lâm thì sao, thưa ông Kiên? Vâng, xin được kính chào quý bạn xem đài, chào biên tập viên Vân Hảo. Để làm rõ thêm và minh họa cái ý kiến trả lời của lãnh đạo của Sở Tài chính thì đối với Bảo Lâm thì tình hình thực tế thu ngân sách và đặc biệt là các cái khoản thu từ thuế phí thì đúng như là lãnh đạo Sở Tài chính cũng đã có nêu. Thì riêng cái lĩnh vực mà thu từ thuế phí thì nó cũng là cái lĩnh vực mà cũng khó khăn cho địa phương Bảo Lâm trong cái thời gian vừa qua. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Tuy nhiên thì cái nguyên nhân, có một số cái nguyên nhân chủ yếu, cái trước hết đó là cái hiệu quả sản xuất của một số cái doanh nghiệp ở trên địa bàn thì cũng còn gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp ở trên địa bàn của Bảo Lâm thì chủ yếu là các cái doanh nghiệp sản xuất nhỏ và cái thương hiệu thì cũng chưa được là mở rộng. Cái thứ hai là cơ cấu kinh tế của Bảo Lâm thì cái tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn. Và giá cả các cái sản phẩm nông nghiệp thì thời gian qua thấp. Thế cho nên nó là
cũng dẫn đến cái việc là các cái ngành dịch vụ rồi sản xuất liên quan đến các cái sản phẩm nông nghiệp thì cũng không phát triển nhiều, dẫn đến là cái nguồn thu nó cũng khó khăn. Cái thứ ba là cái thu hút đầu tư của địa phương Bảo Lâm trong thời gian qua thì cũng không có nhiều khởi sắc, không có nhiều khởi sắc. Và cái thứ tư là thu từ thuế phí ở lĩnh vực đầu tư xây dựng, đặc biệt là các cái dự án ở trên địa bàn như thủy điện, rồi các cái dự án về giao thông có cái nguồn thu lớn. Thì có những cái năm là nhiều dự án và triển khai trên địa bàn thì cái nguồn thu nó tăng đột biến. Mà sau này thì khi các cái dự án triển khai xong thì cái nguồn thu này nó sẽ không còn. Cho nên là cái việc mà thu ngân sách nói chung và đặc biệt là thu từ thuế phí thì nó thiếu cái tính bền vững là như vậy ạ. Dạ vâng. Trong những cái khó khăn mà ông nêu thì khó khăn nhất của địa phương là gì và Bảo Lâm thì đã có những cái giải pháp như thế nào đã và đang sắp tới sẽ triển khai? Trong những cái khó khăn thì Bảo Lâm khó khăn nhất hiện nay là cái giá đầu ra của sản phẩm nông nghiệp mà thấp và thiếu ổn định trong một cái khoảng thời gian dài từ 2017-2018 và những cái tháng đầu năm 2019, dẫn đến là cũng ảnh hưởng tình hình thu ngân sách và cái sự phát triển chung của địa phương cũng như là cái đời sống của nhân dân. Thế thì địa phương thì cũng đã áp dụng một số các cái giải pháp, các cái cấp, các ngành, các doanh nghiệp thì đã không ngừng cụ thể hóa và vận dụng các cái cơ chế chính sách của trung ương cũng như là của tỉnh về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đẩy mạnh cái công tác khuyến nông theo hướng là phát triển nông nghiệp một cách bền vững. Cái tiếp theo là chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tiếp tục tạo các cái điều kiện thuận lợi để mà thu hút đầu tư phát triển cái công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch gắn với cái vùng nguyên liệu, các cái cây chủ lực của địa phương như là cây trà, cây cà phê, cây ăn quả, vân vân, và xây dựng cái thương hiệu nông sản. Vấn đề này thì địa phương hết sức quan tâm và cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã và đang thực hiện cái xây dựng cái thương hiệu nông sản cho cái sản phẩm từ cây bơ và sản phẩm từ cây cà phê. Xây dựng các cái chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, kiểm soát vật tư nông nghiệp kém chất lượng, hoàn thành đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông dân và tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân, để một là nhân dân yên tâm sản xuất rồi hợp tác sản xuất. Cái thứ hai là cũng có điều kiện để tiếp cận các cái nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất một cách bền vững. Dạ vâng, nhắc đến lĩnh vực nông nghiệp thì lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này. Nhưng mà như vậy thì có thể thấy là có rất nhiều những vấn đề đặt ra trong thu chi ngân sách, đúng không ạ? Và tái cơ cấu ngân sách nhà nước, một chủ trương lớn của Đảng nhà nước theo tinh thần nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị và cũng là một quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng thông qua chương trình hành động số 62 của tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Trong đó thì tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách là một con số đáng lưu ý. Sau một thời gian thi công, dự kiến bước vào năm học mới 2019-2020, công trình trường mẫu giáo Liên Đàm huyện Di Linh sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thời gian qua, mặc dù huyện Di Linh đã có nhiều cố gắng trong việc tạo nguồn để tăng thu, từ đó cân đối ngân sách để chi cho đầu tư phát triển nói chung, đầu tư xây dựng trường học nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu về xây dựng trường học trên địa bàn là rất lớn. Trường lớp thì nó đông, địa bàn rộng. Do vậy thì trong những năm qua thì mặc dù là đã được sự quan tâm đầu tư, tuy nhiên là so với thì nhu cầu hiện nay ấy, thì một số cái trường lớp thì cũng đã do sử dụng đã lâu năm cũng đã xuống cấp, và trước đây thì đầu tư xây dựng thì cũng không được đồng bộ. Do vậy thì về cái nhu cầu cái hướng sắp tới ấy, thì sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh để đầu tư một số cái hạng mục công trình, và đặc biệt ở đây là đối với các xã vùng sâu, vùng xa. Trong năm 2018, tổng chi ngân sách địa phương của huyện Di Linh đạt gần 779 tỷ đồng. Dù vậy, nguồn chi cho đầu tư xây dựng cơ bản chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 19%. Nhiều công trình do thiếu nguồn vốn nên đầu tư dang dở. Sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã đầu tư được một tuyến đường cấp bách, quan trọng tại cái khu dân cư thì khoảng trên một cây số để đáp ứng cái nhu cầu đi lại của bà con.
Tuy nhiên thì vẫn còn một đoạn đường nữa là từ ngã 5 thôn 4 đi vào lâm trường Tam Hiệp và vẫn còn rất là xuống cấp. Cũng như huyện Di Linh, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Lâm Hà đã tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống đường giao thông. Vậy nhưng đến thời điểm này, chỉ mới có hơn 500 km trên tổng số 1.600 km đường giao thông được đầu tư xây dựng mới. Như vậy, nhu cầu chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản là rất lớn. Về cái việc đầu tư thì trên địa bàn huyện cũng còn rất là nhiều công trình bức xúc, cần phải có cái nguồn vốn để đầu tư xây dựng. Nhưng mà do nguồn vốn còn hạn hẹp nên chỉ là về cái việc hàng năm để mà bố trí cái nguồn vốn đầu tư thì cũng còn ít. Nhu cầu đầu tư cho phát triển các cái cơ sở tầng trên địa bàn huyện rất là lớn, do đó cần phải sự quan tâm của các cấp, nhất là cấp tỉnh, để ưu tiên các cái nguồn vốn hỗ trợ cho huyện Lâm Hà đầu tư về đường giao thông, rồi các cái công trình thủy lợi phục vụ cho phát triển sản xuất. Thực hiện nghị quyết số 51 năm 2017 của Chính phủ về chủ trương giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn bền vững, Sở Tài chính cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản kế hoạch tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nguồn ngân sách chi cho thường xuyên lớn dẫn đến tổng chi đầu tư phát triển đạt thấp hơn so với bình quân chung của cả nước, chiếm khoảng 20%. Giải pháp nào để tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên 25% trong những năm tiếp theo? Rõ ràng, nhiệm vụ này không chỉ riêng của ngành tài chính, mà còn rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các ngành và các địa phương. Quý vị theo dõi phóng sự thì có thể thấy những cái vấn đề cũng như là thực trạng mà phóng sự đã đề cập. Và dường như thì nguồn lực tập trung cho chi thường xuyên quá lớn là một trong những lý do mà khiến cho cái việc chi đầu tư phát triển cái tỷ trọng nó đang khá thấp so với lại yêu cầu tái cơ cấu ngân sách đặt ra, phải không ạ? Và để cải thiện tình trạng này thì có cái giải pháp nào không thưa bà? Đúng là xem qua cái phóng sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng vừa thực hiện thì nó cũng đang là một cái vấn đề mà các cấp chính quyền hiện nay rất là quan tâm và Sở Tài chính cũng vậy. Năm 2016 thì Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 07 về tái cơ cấu ngân sách. Trên cái cơ sở đó thì tỉnh ủy đã ban hành cái chương trình hành động số 62 và Ủy ban tỉnh cũng đã có cái kế hoạch triển khai. Thì trong đó thì cũng đã đánh giá được là cái chi đầu tư phát triển của Lâm Đồng là chưa đáp ứng được theo cái yêu cầu đề ra. Hiện nay thì cả nước thì tổng chi đầu tư phát triển thì chiếm tỷ trọng 23% trên tổng chi. Nhưng mà Lâm Đồng của chúng ta thì giai đoạn 2016-2018 thì chi đầu tư phát triển chỉ chiếm 19% trong tổng chi ngân sách. Như vậy thì chứng tỏ rằng là cái chi thường xuyên của chúng ta cũng đang còn rất là lớn. Và điều mà Vân Hạo vừa mới nêu cũng như là phóng sự phản ánh của các địa phương thì họ mong muốn rằng là làm sao để mà có nhiều cái nguồn để cho đầu tư phát triển, để chi hỗ trợ cho giao thông nông thôn và các cái công trình bức xúc trên địa bàn. Thế thì để đáp ứng được cái mong mỏi đó thì cái điều đầu tiên đó là chúng ta phải tăng thu ngân sách, sau đó thì bên cạnh đó thì chúng ta phải là giảm chi thường xuyên. Thế thì đối với cơ quan Sở Tài chính thì cái quan tâm của Sở Tài chính đó là phải làm sao để đề xuất được các cái biện pháp mà giảm chi thường xuyên. Thế thì trong đó thì chúng tôi cũng tập trung vào một số cái biện pháp là ngay từ đầu năm 2019 thì chúng tôi đã tiến hành là cho rà soát tất cả các cái chế độ chính sách do Trung ương cũng như là địa phương ban hành. Nếu như mà có trong cái rà soát đó mà có những cái gì chưa phù hợp thì quan điểm của Sở Tài chính cũng kiên quyết đề xuất với lại cấp có thẩm quyền để bãi bỏ, và chúng tôi phải thực hiện cái lộ trình là thực hiện cái cơ chế tự chủ đối với các cái đơn vị sự nghiệp công lập theo cái cách tính là tính giá dịch vụ sự nghiệp công để mà giảm cái mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Và cái quan trọng nữa là các cái cơ quan đơn vị cũng phải thay đổi các cái
tư duy, tức là cũng không, đặc biệt là các địa phương thì cũng không có trông chờ ý lại vào ngân sách cấp trên, mà phải đề cao cái trách nhiệm của người đứng đầu, phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, và trong cái điều kiện mà định mức phân bổ của chúng ta chưa cao thì cũng phải hết sức là tiết kiệm, và để làm sao đó có cái giải pháp mà nâng cao cái đời sống, nâng cao cái thu nhập cho cán bộ công chức, và khi mà phát sinh cái nhiệm vụ được Ủy ban tỉnh giao thì cũng phải cơ cấu lại các cái khoản chi của đơn vị để mà đảm bảo thực hiện được cái nhiệm vụ chi đó, hạn chế cái tình trạng là bổ sung ngoài ngân sách. Do đó thì bên cạnh đó thì cũng còn có những cái giải pháp về phối hợp với lại Sở Kế hoạch Đầu tư để mà rà soát cái kế hoạch đầu tư công trung hạn cho cái giai đoạn 2016-2020 cũng như là 2021-2025, thì cũng phải tập trung cho cái những cái công trình trọng tâm trọng điểm của những cái khu công nghiệp để làm sao thu hút các cái thành phần kinh tế đầu tư vào Lâm Đồng để tăng thu cho ngân sách. Rõ ràng là chúng ta thấy là có nhiều những cái giải pháp đã được đặt ra và từ phía cái sở chủ quản. Thế nhưng mà bên cạnh cái sự nỗ lực của Sở Tài chính thì để có thể thực hiện tốt theo cái yêu cầu tái cơ cấu ngân sách đặt ra, thì có lẽ là không chỉ là cần phải thay đổi cách nhìn, thay đổi tư duy, mà còn có cần cả sự cái vào cuộc tổng lực của toàn xã hội, toàn các cấp các ngành và các địa phương, đúng không ạ? Dạ vâng, xin cảm ơn bà Phạm Thị Tường Vân. Và chuyển sang một vấn đề đối với huyện Bảo Lâm ạ. Xin được hỏi ông Nguyễn Trung Kiên, năm 2018 thì có những cái vấn đề mà người dân rất là quan tâm và cũng đã được đặt ra trong chính chương trình đối thoại cải cách hành chính này. Đó là những vấn đề ví dụ như là phá bỏ cây chè trên chính vùng nguyên liệu chè, hoặc là cái nỗi khổ của người dân ở cái dự án của công ty thủy điện cổ phần Bình Thủy cổ công ty cổ phần thủy điện Bình Thủy Lâm Đồng. Và bên cạnh đó là cái tỷ lệ trường chuẩn quốc gia thì đạt rất thấp. Vậy thì cho đến nay thì cái tình trạng này thì đã được cải thiện ra sao thưa ông? Xin cảm ơn biên tập viên. Thì, riêng các cái vấn đề này thì xin phép được trả lời như sau. Trước hết đó là nói về cái diện tích chè của Bảo Lâm mà giảm nhiều trong một số năm vừa qua. Thì như vậy là Bảo Lâm là một cái vùng nguyên liệu chè, nếu mà so với địa bàn cấp huyện là một cái vùng nguyên liệu chè lớn nhất cả nước. Trước đây thì chiếm diện tích vào khoảng hơn 11.500 hectare. Nhưng mà kể từ năm 2016 đến nay thì do nhiều nguyên nhân thì cái diện tích chè của Bảo Lâm sụt giảm rất là nhanh. Cụ thể là tổng cái diện tích sụt giảm là khoảng 3.900 hectare. Trong đó thì các hộ dân rồi người sử dụng đất là chuyển đổi cái diện tích đất trồng chè sang cái trồng các cái cây công nghiệp khác, ví dụ như là cà phê khoảng hơn 3.100 hectare, rồi cây dâu tầm thì khoảng 175 hectare, cây ăn trái thì khoảng hơn 500 hectare, và các cái mục đích khác thì khoảng là hơn 200 hectare. Về các cái nguyên nhân thì cũng xin báo cáo là trước hết là cái giá chè, cái giá sản phẩm của chè đó thì thấp và giảm trong nhiều năm. Cái thứ hai á, là một số cái diện tích canh tác chè đó, như vậy là do cái ảnh hưởng của tình hình thời tiết cho nên là thiếu nước để mà tưới cho sản xuất. Cái thứ ba là một số hộ thì trước đây thì có đủ cái nguồn lao động để mà chăm sóc cái diện tích chè này, nhưng mà trong thời gian gần đây thì cái thiếu cái nguồn lao động, và cái việc mà thuê cái nhân công để mà thực hiện cái sản xuất chè thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, và cái nhân công ở đây rất là cao. Trước cái thực tế như vậy thì có lẽ là huyện cũng đã có những cái cách để chúng ta giải quyết cái thực trạng đó, đúng không ạ? Để làm sao để có thể giữ được cái diện tích chè hoặc là không tiếp tục sụt giảm. Vậy thì cái biện pháp đó là gì? Trước hết thì địa phương thực hiện nghiêm cái quy hoạch cái sản xuất vùng chè. Cái thứ hai là tuyên truyền vận động nhân dân làm sao đó để hiểu được cái giá trị bền vững của cái sản phẩm chè đã tồn tại như vậy hàng mấy chục năm ở trên cái địa bàn của Bảo Lâm, và đảm bảo cái đời sống cho một bộ phận lớn nhân dân sản xuất chè. Cái thứ ba là địa phương là đẩy mạnh cái chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, làm sao đó để mà tăng cái năng suất cũng như chất lượng, đồng thời là chuyển đổi cái giống chè có chất lượng cao. Vấn đề thứ tư là thu hút đầu tư, đặc biệt là cái công nghiệp chế biến. Và vấn đề thứ năm đó là sắp tới đây thì địa phương cũng sẽ tiến hành cái việc đó là xây dựng cái thương hiệu
cho cái sản phẩm chè của Bảo Lâm để cái sản xuất chè của Bảo Lâm triển khai một cách bền vững. Dạ vâng. Đó như là vậy cái vấn thì, đề thứ nhất. Dạ, như vậy thì là từ năm 2018 đến nay sau một năm thì với những cái giải pháp đã được địa phương đưa ra như vậy thì hiện nay chúng ta kiểm tra lại thì cái diện tích chè thì hiện nay là ra sao? Cho đến giờ phút này thì cũng thưa với biên tập viên là và quý bạn xem đài là cái diện tích chè Bảo Lâm thì đã và đang đi vào cái ổn định và cái hiện tượng mà phá bỏ cây chè để trồng các cái loại cây khác thì đã hạn chế đến mức tối đa. Hiện nay thì còn khoảng hơn 7.000 hecta đã đi vào sản xuất ổn định và cho thu nhập ổn định cho người dân. Còn vấn đề thứ hai đó là công ty thủy điện Bình Thủy Lâm Đồng triển khai cái thủy điện Đại Bình. Cái thủy điện này thì liên quan tới địa bàn của hai địa phương đó là Lộc Thành của Bảo Lâm và phường Lộc Sơn của thành phố Bảo Lộc. Tổng diện tích thực hiện dự án là khoảng 91 hecta. Và trong đó đó thì cái diện tích phải đền bù đất nông nghiệp cho các cái hộ dân mà riêng đối với Bảo Lâm là 18 hecta. Thì trong thời gian vừa qua thì khi mà triển khai cái dự án này thì công ty cũng như là địa phương thì phối hợp với nhau là tương đối chặt chẽ trong vấn đề đền bù. Thế tuy nhiên là đền bù giải phóng mặt bằng thì cũng liên quan tới các hộ dân. Và cái việc tính toán cũng như là thay đổi cái sản xuất người dân thì cũng có một số khó khăn, cho nên là nhân dân cũng có bức xúc và cũng có gửi đơn. Ở địa phương và công ty cũng đã giải quyết và trả lời, và cho đến giờ phút này thì nhân dân cũng không còn các cái khiếu nại thắc mắc liên quan. Thế tuy nhiên thì do phải điều chỉnh và cái khó khăn của nhà đầu tư cho nên là cái dự án nó có kéo dài một chút. Và cái việc này thì cũng ảnh hưởng tới cái đền bù. Cái thứ hai là xáo trộn cái vấn đề sản xuất người dân. Người dân bị thu hồi đất thì đương nhiên là phải, một là thay đổi nghề nghiệp, hai là phải sắp xếp lại cái sản xuất, phải mua lại một cái diện tích đất khác và sắp xếp lại cái sản xuất, thì từ đó thì cũng có cái gây cái xáo trộn trong cái đời sống người dân, thì đó cũng là những cái khó khăn. Sắp tới đây thì Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ với cái công ty này để làm sao đó, để một là thực hiện công tác đền bù cho nó tốt, ổn định được cái sản xuất và đời sống của nhân dân cũng như đảm bảo được cái an ninh trật tự. Mà cũng rất là mong muốn là công ty cũng nên triển khai các cái giải pháp để mà đẩy nhanh hơn cái tiến độ và đảm bảo được cái sự ổn định của địa phương. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba thì nó liên quan đến cái tỷ lệ trường chuẩn quốc gia ở trên địa bàn của Bảo Lâm. Thì cho đến những hôm nay thì Bảo Lâm có 34 trên 66 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ có 51%. So với tỷ lệ trung toàn tỉnh thì chúng tôi thấp hơn. Tỷ lệ trung toàn tỉnh khoảng hơn 57%. Về cái giải pháp của địa phương trong thời gian vừa qua cũng như là sắp tới thì địa phương hết sức chủ động thực hiện các cái tiêu chí theo quy định để được công nhận cái trường chuẩn quốc gia. Tuy nhiên thì cái khó khăn cho việc công nhận trường chuẩn quốc gia đó là cái cơ sở vật chất. Ngoài cái việc chủ động từ nguồn ngân sách địa phương, huy động nguồn lực của nhân dân và các cái doanh nghiệp để hoàn thiện các cái thiết chế theo quy định trường chuẩn quốc gia, thì huyện Bảo Lâm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh hết sức quan tâm đầu tư các cái dự án hoàn thiện cơ sở vật chất của các cái trường học ở trên địa bàn của Bảo Lâm. Riêng trong năm nay thì đã có 9 cái dự án đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất trường học của Bảo Lâm. Dạ vâng. Và cái kế hoạch trong năm nay thì Bảo Lâm sẽ hoàn thành là thêm 6 trường, và năm 2020 thì sẽ hoàn thành thêm 7 trường là công nhận đạt chuẩn quốc gia, để nâng cái tỷ lệ trên 70% đạt cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đối với tiêu chí về văn hóa, y tế và giáo dục. Dạ vâng, rõ ràng như vậy thì chúng ta đã thấy là có rất nhiều những cái bước cải thiện và những cái bước tiến đáng kể, và chỉ sau một năm thôi những cái vấn đề này được đặt ra. Và kết quả chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2018 đã tăng 8 bậc so với năm 2017 và xếp thứ 2 trên toàn tỉnh, thì cũng là một câu trả lời thực tế. Trao đổi của ông Nguyễn Trung Kiên thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là địa phương đã có rất nhiều những cái nỗ lực, và bên cạnh đó thì là trong cái thời gian gần đây thì có những cái dự án, cái chương trình kỳ vọng trong nông nghiệp thì đang được thực hiện. Vậy thì trong những cái sự kỳ vọng này thì cái bài toán liên kết sản xuất cũng như là đầu ra đã được tính đến chưa thưa ông Nguyễn Trung Kiên? Chúng ta trở lại cái vấn đề đầu tiên mà ông đề cập đầu chương trình ạ. Riêng về vấn đề này thì xin phép được trao đổi như sau. Trước hết là về việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm của địa phương, thì nhận thức được cái việc là sản xuất nông nghiệp bền vững thì ngoài là thực hiện các cái giải pháp như đã có trao đổi ở trên, thì cái việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm là cái việc làm hết sức cần thiết để giúp cho cái sản phẩm của Bảo Lâm được quảng bá
đến nhiều người tiêu dùng hơn và mở rộng được cái địa bàn tiêu thụ hơn, đóng góp vào cái việc là thu nhập, nâng cao được cái thu nhập của người dân và sản xuất cái nông nghiệp bền vững. Chính vì nhận thức được điều đó cho nên là ngay từ đầu năm thì huyện đã có chủ trương để xây dựng cái nhãn hiệu sản phẩm bơ Bảo Lâm và cà phê của Bảo Lâm. Qua cái quá trình xây dựng kế hoạch rồi thực hiện các cái lộ trình rồi xin ý kiến, lấy ý kiến của người dân và hoàn thiện các cái hồ sơ theo thủ tục, thì như vậy là địa phương cũng đã được Sở Khoa Công nghệ thẩm định và trình Ủy ban dân tỉnh, và cho đến giờ phút này thì đã được là Ủy ban dân tỉnh thống nhất cho phép sử dụng địa danh Bảo Lâm và bản đồ địa lý vùng áp dụng cho nhãn hiệu, chứng nhận để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận. Và trong tháng 7 2019 này thì hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận sẽ được nộp ra Cục Sở hữu trí tuệ để được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm bơ và cà phê Bảo Lâm theo quy định. Sau cái bài toán mà chúng ta đã được chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm cũng là một cái thắng lợi lớn rồi. Vậy thì cái bài toán liên kết sản xuất cũng như là cái bài toán đầu ra thì được tính đến như thế nào? Vâng, riêng về lĩnh vực này thì đối với cái chương trình OCOP, tức là mỗi xã một sản phẩm á, thì đã được các cái địa phương triển khai và thực hiện với cái chương trình kế hoạch chung của tỉnh, chấp hành cái chương trình kế hoạch chung của tỉnh và của huyện, thì địa phương đang tuyên truyền và hướng dẫn các cái tổ chức cá nhân đăng ký ý tưởng và tổ chức hỗ trợ. Trong cái định hướng phát triển sản xuất trên địa bàn huyện thì vấn đề này, vấn đề liên kết sản xuất đầu tư chính là cái mục tiêu của việc thực hiện các cái chương trình đã nói ở trên. Và cụ thể đó là sản phẩm bơ rồi sản phẩm cà phê, thì khi xây dựng thành công nhãn hiệu sản phẩm thì sản phẩm của chúng tôi sẽ được nhiều người biết đến trên thị trường, và như vậy thì cơ hội cho kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm sẽ mở rộng hơn. Mặt khác thì người sản xuất cũng như là doanh nghiệp thì sẽ có các cái điều kiện để mà tiếp cận rồi thực hiện các cái quy định rồi các cái quy trình trong cái việc là thực hiện cái nhãn hiệu sản phẩm, làm sao đó để mà sản xuất ra cái sản phẩm từ cái sản phẩm nông nghiệp có chất lượng hơn, và người nông dân thì áp dụng các quy trình cũng như công tác quản lý, như vậy là cái sản phẩm nông nghiệp thì cũng đảm bảo chất lượng hơn, thì đáp ứng với cái tiêu chí của cái nhãn hiệu sản phẩm và cái sản phẩm Bảo Lâm phát triển một cách bền vững hơn. Ngoài cái sự tìm tòi cũng như là kết nối của địa phương cũng như là chính quyền địa phương và các ngành chức năng, thì bên cạnh đó cái việc mà đảm bảo chất lượng của chính cái sản phẩm mà đã được chứng nhận nhãn hiệu là một cái yếu tố mấu chốt ạ. Và bây giờ thì trong thời gian vừa rồi thì chúng ta đã thấy là có rất nhiều cái tiếng điện thoại reng lên và rất nhiều cái sự quan tâm của quý vị khán giả dành cho chương trình. Bây giờ chúng ta hãy dành thời gian cho sự quan tâm ấy. Vâng, xin chào chị Vân Hảo, xin chào các vị khách mời. Hiện nay tôi đã nhận được một số câu hỏi từ khán giả gửi đến cho chương trình và xin được chuyển câu hỏi đến lãnh đạo Sở Tài chính như sau ạ. Câu 1, hiện tại thực trạng nhiều công trình giải ngân chậm gây ảnh hưởng đến tiến độ công trình cũng như là việc đội vốn gây lãng phí ngân sách. Vậy xin bà hãy giải thích về vấn đề này. Câu thứ hai xin được gửi đến lãnh đạo Sở Tài chính. Về công tác cải cách hành chính của sở thì còn có những bất cập gì, và để khắc phục những hạn chế và nâng cao số điểm chỉ số cải cách hành chính thì nhiệm vụ sở đặt ra là gì ạ? Xin được gửi câu hỏi đến lãnh đạo huyện Bảo Lâm ạ. Câu đầu tiên xin được hỏi ông ạ. Hiện tại thì tôi có nghe nói về các sản phẩm triển khai OCOP trên địa bàn huyện Bảo Lâm thì cụ thể là như thế nào? Và tôi là người nông dân muốn tham gia vào chương trình này thì cần những điều kiện gì và liên hệ ở đâu ạ? Câu thứ hai xin được gửi đến ông. Xin hỏi ngành công nghiệp của địa phương hiện nay triển khai đang khá chậm, vậy cơ cấu ngành có cần phải nên cân đối là hay không, và những việc cần làm hiện nay là gì? Vâng, xin được gửi hai câu hỏi đến các vị lãnh đạo. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Kiều Anh và tổ thư ký. Bây giờ thì xin được đến với câu hỏi đầu tiên dành cho lãnh đạo Sở Tài chính, xin mời bà. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn xem đài và xin xin trả lời cái câu hỏi của bạn xem đài. Lâu nay thì nhiều công trình cũng giải ngân còn chậm gây ảnh hưởng đến tiến độ công trình cũng như việc đội vốn. Thì đối với cái trường hợp này thì tôi cũng xin trao đổi là trước đây thì cũng có những cái trường hợp là việc giải ngân chậm do là ngân sách chưa đảm bảo kịp thời cái nguồn, tức là cái tiến độ thu ngân sách thì chưa đáp ứng được cái tập trung kịp để mà đáp ứng cho cái việc giải ngân, hoặc là do cái công tác hướng dẫn thanh quyết toán vốn còn chậm. Tuy nhiên thì trong đặc biệt là trong 3 năm gần đây thì cái tình trạng
mà tôi vừa nêu ra thì gần như nó không còn nữa, và ngay từ đầu năm thì cũng đã tập trung cho công tác phân bổ cũng như là hướng dẫn thanh quyết toán. Nhưng mà 6 tháng đầu năm vừa qua thì chúng ta cũng thấy được là cái tình trạng giải ngân của cả nước nói chung cũng như Lâm Đồng nói riêng thì còn rất là chậm. Lâm Đồng thì giải ngân 6 tháng đầu năm thì mới chỉ hơn 30% dự toán được giao và cũng chỉ bằng khoảng 80% so với cùng kỳ. Như vậy thì chúng tôi cũng đã đánh giá để mà tìm ra cái nguyên nhân. Thì nguyên nhân chủ yếu là do xuất phát từ phía nhà thầu cũng như là các chủ đầu tư. Đối với những cái công trình mà khởi công mới thì các cái chủ đầu tư còn chậm mà làm các cái hồ sơ thủ tục để tiến hành đấu thầu công trình. Còn đối với những cái công trình mà chuyển tiếp thì lại do các cái nhà thầu là cứ để dồn lại rồi thanh toán một lần chứ không thanh toán làm nhiều lần. Vì vậy cho nên là cái tiến độ giải ngân nó còn thấp. Thế cho nên là cái bạn xem đài phản ánh là giải ngân chậm mà làm cho đội vốn gây lãng phí ngân sách thì hiện nay là chủ yếu là do phía nhà thầu và các cái chủ đầu tư. Cho nên là vừa rồi thì Ủy ban tỉnh đã tổ chức cuộc họp trực tuyến cũng như là họp với các ủy ban nhân dân các huyện và các chủ đầu tư để mà chỉ đạo quán triệt cái tình hình này và sẽ đưa ra cái giải pháp là kiên quyết rút vốn đối với những công trình nào 6 tháng đầu năm là giải ngân chậm. Do đó thì chắc chắn là trong thời gian tới sẽ có cái giải pháp tốt hơn trong cái việc thanh quyết toán vốn đầu tư của tỉnh Lâm Đồng. Xin cảm ơn phần trả lời của bà với câu hỏi đầu tiên. Bây giờ xin được chuyển sang câu hỏi của khán giả dành cho huyện Bảo Lâm. Trước hết là xin được cảm ơn câu hỏi của bạn xem đài. Thì đối với chương trình OCOP thì trong cái mục trao đổi về cái việc phát triển bền vững các cái sản phẩm nông nghiệp của địa phương và tạo một cái đầu ra bền vững cho cái sản phẩm nông nghiệp thì tôi cũng đã có nói về cái chương trình này. Thế thì khi bạn hỏi thì cái chương trình này thì địa phương Bảo Lâm cũng đang là có kế hoạch rồi đã và đang là tổ chức triển khai thực hiện và đang nhận các cái đăng ký các cái ý tưởng để mà có cái đề xuất hỗ trợ. Thì cái việc này là cái chương trình mà nhà nước hỗ trợ cho người sản xuất một số các cái hạng mục để nâng cao cái chất lượng sản phẩm như trên tôi đã có trao đổi. Còn nếu như mà bạn muốn tham gia, bạn là nông dân mà muốn tham gia cái chương trình này thì đề nghị bạn là cần liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân các xã hoặc là Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của huyện thì sẽ được có cái hướng dẫn và nói chung là tạo các cái điều kiện hết sức thuận lợi để bạn tham gia cái chương trình này một cách tốt nhất. Dạ vâng, chúng ta vừa đề cập đến chương trình OCOP và khán giả thì đã có ngay cái sự quan tâm và hy vọng rằng thời gian tới thì địa phương sẽ tạo điều kiện hết sức để cái chương trình mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp này thì sẽ được thực hiện có hiệu quả. Và xin tiếp tục được quay trở lại với lại câu hỏi thứ hai dành cho Sở Tài chính đó là về công tác cải cách hành chính thưa bạn. Thưa các bạn xem đài và thưa biên tập viên Vân Hảo, thì theo phản ánh thì công tác cải cách hành chính của sở thì cũng còn điều bất cập, và để khắc phục những hạn chế đó thì cần phải làm gì? Báo cáo với bạn xem truyền hình là trong cái đánh giá về công tác cải cách hành chính năm 2018 trở về trước thì Sở Tài chính bị hạn chế, đó là cái việc nâng mức độ các cái thủ tục hành chính từ cấp 2, 3 lên mức độ 4. Mức độ 4 có nghĩa là giải quyết các cái thủ tục hành chính thông qua đường mạng, Internet và cái giao dịch là thông qua cái giao dịch điện tử hết. Người nhận cũng như là người nộp hồ sơ là đều thông qua trên đường điện tử. Do đó thì cái Sở Tài chính có 25 thủ tục hành chính thì cái mới chỉ có lên mức độ 4 được 2 cái thủ tục. Do đó thì cái yêu cầu đặt ra là phải tăng cái thủ tục hành chính này lên mức độ 4 là nhiều. Thì cái Sở Tài chính năm vừa rồi thì cũng chưa làm được cái điều này. Thì sắp tới thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch cho năm 2019 là chúng tôi sẽ nâng cái mức độ hành chính lên đối với 13 sản phẩm. Như vậy là từ 13 lên thành là các cái sản phẩm đã thực hiện rồi thì thành ra là 15 sản phẩm trên 25 sản phẩm. Thì chắc chắn trong thời gian tới
các bạn xem truyền hình cũng như là nhân dân trong cả tỉnh có thể là tiếp cận các cái thủ tục hành chính của Sở Tài chính thông qua cái đường giao dịch điện tử một cách nhanh chóng và tiện lợi, và Sở Tài chính sẽ hứa là sẽ thực hiện được những cái thủ tục đó làm sao có kịp thời nhất cho người dân. Những điểm mấu chốt thì đã được xác định và cũng như phương án cụ thể cũng đã được đưa ra đúng không ạ? Và thời gian tới thì chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2018 hình như là xếp thứ 9 đúng không ạ? Trong các sở ban ngành thì sẽ được cải thiện trong năm 2019, đó là lời hứa của lãnh đạo Sở Tài chính ạ. Và xin được tiếp tục với câu hỏi thứ hai mà khán giả đã dành cho huyện Bảo Lâm. Xin mời ông. Xin được cảm ơn câu hỏi của bạn xem đài. Về cái việc là ngành công nghiệp của địa phương phát triển khá chậm, cơ cấu ngành cần được cân đối lại hay không và những việc cần làm ngay, thì xin báo cáo với bạn xem đài là đối với địa phương Bảo Lâm thì như trên tôi đã có báo cáo là cái việc thu hút đầu tư thì nó có chậm trong cái thời gian vừa qua, cũng có một số các cái nguyên nhân. Trước hết là cái điểm công nghiệp của địa phương thì cái đầu tư cái kết cấu hạ tầng và các cái điều kiện thì cũng chưa được đầy đủ, cho nên là cũng khó khăn trong cái việc thu hút đầu tư. Vấn đề thứ hai là các cái sản phẩm nông nghiệp rồi các cái tiềm năng thế mạnh của địa phương thì cũng chưa được nâng cao chất lượng nhiều, rồi là cũng chưa được quảng bá rộng khắp, cho nên là cái việc thu hút đầu tư về mặt công nghiệp thì cũng chưa có nhiều chuyển biến tốt. Rồi cái công nghiệp mô xít sản xuất alumin, vì vậy là cũng chỉ mới dừng lại ở cái việc là sản xuất alumin thôi, chứ còn là ra nhôm và các cái sản phẩm sau nhôm thì như vậy là cũng chưa được triển khai, cho nên là dẫn đến cái việc là cái phát triển chậm lại như thế. Thì còn cái giải pháp trong thời gian sắp tới thì địa phương cũng đã đề ra rất là nhiều các giải pháp. Trước hết là tất cả những cái gì mình đã có thì cần phải là đẩy nhanh, đẩy mạnh hơn các cái tiến độ, đặc biệt là cái điểm công nghiệp Lộc Thắng của Bảo Lâm. Hiện nay là chỉ mới có 5 nhà đầu tư là đã xây dựng và đi vào hoạt động. Dạ vâng. Thứ hai là các cái quỹ đất của địa phương thì cần được là phát huy tối đa để mà thu hút đầu tư. Dạ vâng. Về cái điểm mà cụm công nghiệp Lộc Thắng thì lát nữa thì chúng ta sẽ trở lại một cách chi tiết hơn. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng là vấn đề mà khán giả vừa gửi đến huyện Bảo Lâm đó chính là cái việc là có nên tái cơ cấu lại cơ cấu ngành của huyện không? Ông nghĩ sao về vấn đề này? Cái việc cơ cấu ngành của địa phương thì đã được đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ và đã được thực hiện là cho đến nay là đến sang năm thứ tư rồi, và sang năm tiến hành đại hội dân địa phương cũng chưa có khi nào mà đặt cái vấn đề là phải tái cơ cấu lại các cái tiêu chí về công nghiệp hay là nông nghiệp, cũng chưa ở địa phương Bảo Lâm thì cũng không đặt ra cái vấn đề này. Tuy nhiên thì để mà thu hút đầu tư vào Bảo Lâm tốt hơn trong thời gian tới thì Bảo Lâm cũng đã có nhiều các cái giải pháp. Tôi tiếp tục là trao đổi thêm các cái giải pháp của địa phương Bảo Lâm. Tiếp tục là đầu tư các cái kết cấu hạ tầng để đảm bảo được cái giao thông cũng như là các cái điều kiện cho thuận lợi cho nhà đầu tư, phát huy thêm cái tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm về nông nghiệp, quản lý bảo vệ rừng cho tốt, rồi là phát huy các cái thế mạnh về khí hậu để mà thu hút cái công nghiệp dịch vụ về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc để thu hút cái đầu tư về công nghiệp du lịch, về văn hóa. Và cũng rất mong muốn là cái công nghiệp sản xuất alumin của Bảo Lâm sẽ được thu hút đầu tư để có thể sản xuất ra nhôm, và từ đó thì các cái sản phẩm đi theo cái sản phẩm nhôm này sẽ được thu hút và phát triển trên địa bàn. Thì như vậy là cái công nghiệp của địa phương nó sẽ có các cái điều kiện phát triển hơn và kinh tế xã hội của địa phương sẽ phát triển tốt hơn. Nên là cũng rất mong muốn là cái công nghiệp sau nhôm sẽ được sớm triển khai trên địa bàn của Bảo Lâm trong thời gian tới. Dạ vâng. Như vậy là có những giải pháp đặt ra, và cái vấn đề tái cơ cấu hiện nay ở huyện Bảo Lâm lại đang đặt ra một thách thức, đó chính là làm sao để tiệm cận cũng như là đặt ra so với lại cái mục tiêu mà ở đầu của nghị quyết đã đề ra từ cái kế hoạch 5 năm đúng không ạ? Dạ vâng. Lát nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với những câu hỏi mà khán giả gửi tới chương trình. Còn bây giờ thì xin được tiếp tục với một vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, quản lý tài chính doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ không kém phần quan trọng của Sở Tài chính. Và vấn đề được dư luận quan tâm hiện nay thì đó chính là tình hình cơ cấu lại cũng như là cổ phần hóa, thoái vốn tại các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì đã được triển khai như thế nào. Và một điều đáng quan tâm nữa của các cái khán giả mà thường xuyên gửi tới chương trình những cái sự quan tâm của mình đó chính là hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa thì như thế nào. Xin mời bà Vân.
Vâng, cảm ơn Vân Hảo. Và thưa bạn xem truyền hình, đúng là cái việc cơ cấu lại doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, cả nước nói chung cũng như là Lâm Đồng nói riêng thì cũng được dư luận rất là quan tâm. Do đó thì việc này đối với Lâm Đồng thì cũng đã được triển khai rất là cụ thể, có kế hoạch cụ thể từng cái nội dung chi tiết. Thứ nhất là về cái tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thì Lâm Đồng hiện nay là theo kế hoạch thì sẽ phải tái cơ cấu là 9 cái đơn vị, trong đó có một doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết và 8 cái công ty lâm nghiệp. Thì hiện nay thì công ty xổ số kiến thiết đã được phê duyệt đề án từ năm 2018, thì đã và đang tiến hành thực hiện cái đề án của Ủy ban tỉnh, và cũng chúng tôi cũng theo dõi thì cũng không có vướng mắc khó khăn gì. Còn đối với 8 công ty lâm nghiệp thì hiện nay có 5 công ty thì đã được định giá và giao vốn, còn 3 công ty thì chưa thực hiện xong và cũng đang tiến hành làm. Đối với cái công tác cổ phần hóa thì theo chỉ đạo của chính phủ thì Lâm Đồng phải cổ phần hóa công ty cấp thoát nước trong cái giai đoạn 2017-2020, và đến tháng 6 năm 2018 thì cái việc cổ phần hóa của công ty cấp thoát nước đã hoàn thành và chính thức là công ty cấp thoát nước, chuyển đổi theo cái mô hình hoạt động mới là công ty cổ phần từ tháng 8 năm 2018. Còn đối với cái công tác thoái vốn thì theo cái chỉ đạo của chính phủ thì Lâm Đồng còn 3 cái đơn vị phải thoái vốn, đó là công ty cổ phần cấp thoát nước Bảo Lộc và 2 cái công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt và Bảo Lộc. Thế thì hiện nay thì 2 cái công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt và Bảo Lộc thì cũng đã hoàn xong các cái thủ tục và đã đưa ra bán cái phần vốn nhà nước trên thị trường, nhưng mà vừa rồi thì cũng chưa có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia. Do đó thì trong thời gian tới lại phải tiếp tục triển khai thực hiện bán lại. Và công ty cổ phần xây dựng Bảo Lộc thì đang có cái dự kiến là vay vốn ODA, do đó thì phải chuyển lại cái kế hoạch thực hiện từ năm 2019 sang năm 2020. Về hiệu quả của các cái doanh nghiệp sau cổ phần thì chúng ta cũng biết rằng là cả nước nói chung cũng như là Lâm Đồng nói riêng thì đều thấy là hiệu quả nó rất là rõ rệt, đặc biệt là cái chỉ tiêu doanh thu cũng như là lợi nhuận và cái thu nộp ngân sách. Thì tôi cũng xin đơn cử ra một cái số liệu về trước và sau cổ phần của công ty cấp thoát nước cũng như là cái công ty dịch vụ đô thị. Thì ví dụ như là công ty cấp thoát nước thì trước cổ phần thì doanh thu là 197 tỷ, nhưng mà sau đó vừa rồi mới đánh giá thì đã lên 236 tỷ, tăng 36 tỷ. Và về nộp ngân sách thì trước cổ phần là 9 tỷ, mà sau cổ phần thì 12 tỷ, cũng tăng lên cái phần nộp ngân sách nhà nước. Và công ty dịch vụ đô thị thì doanh số tăng rất là cao, trước cổ phần thì 60 tỷ, nhưng mà sau cổ phần là 108 tỷ, và nộp ngân sách thì trước đó là 8 tỷ và sau đó thì 27 tỷ. Như vậy thì không kể chỉ hai cái doanh nghiệp không, mà gần như các qua theo dõi thì các cái công ty cổ phần trên địa bàn Lâm Đồng sau cổ phần thì hoạt động là khá tốt và mang lại cái lợi nhuận cho công ty cũng như là đóng góp cho ngân sách là tương đối là lớn hơn. Dạ vâng, ở đây rõ ràng là một tín hiệu vui và chắc chắn là cũng đã thỏa mãn cái mối quan tâm của quý vị và các bạn, và khẳng định một lần nữa là một cái chủ trương đúng đắn của Đảng nhà nước, đúng không ạ? Dạ vâng, xin được chuyển sang một lĩnh vực khác của huyện Bảo Lâm. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thì là một trong những chương trình mà được quan tâm trên cả nước hiện nay. Và đối với huyện Bảo Lâm thì đã thực hiện được 5 trên 9 tiêu chí. Vậy trong 4 tiêu chí còn lại thì đâu là những cái nút thắt cần tháo gỡ, thưa ông Kiên? Vâng, xin cảm ơn biên tập viên. Để báo cáo với quý vị xem đài là huyện Bảo Lâm thì thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã đạt như vậy là 10 trên 13 xã là được công nhận nông thôn mới. Riêng các cái tiêu chí về huyện nông thôn mới thì 5 tiêu chí Bảo Lâm đã đạt. Đó là tiêu chí về điện, tiêu chí về thủy lợi, tiêu chí về an ninh trật tự, tiêu chí về chỉ đạo. Còn có 4 cái tiêu chí mà chưa đạt, đó là tiêu chí về quy hoạch, tiêu chí về văn hóa y tế, tiêu chí về môi trường và tiêu chí về sản xuất. Thế thì các cái tiêu chí chưa đạt thì Bảo Lâm đã có cái kế hoạch và phải thực hiện xong trong năm 2019 và năm 2020. Để đến năm 2020 thì Bảo Lâm là đề xuất là công nhận Bảo Lâm là đạt tiêu chí là huyện nông thôn mới. Thế thì riêng đối với các cái tiêu chí mà chưa đạt thì hiện nay là hai cái tiêu chí mà phải nói là cái khó khăn. Mà nếu đạt được thì cũng là cái sự phát triển chung bền vững của địa phương. Đó là tiêu chí sản xuất và tiêu chí về môi trường. Thế thì đối với tiêu chí sản xuất á, thì
thì huyện cũng đã có các cái giải pháp. Trước hết là đẩy mạnh cái sản xuất bền vững trong nông nghiệp. Ngoài các cái giải pháp như trao đổi từ đầu chương trình thì địa phương cũng đã ra được cái nghị quyết 07 của huyện ủy về cái sản xuất kinh tế vườn hộ để mà nâng cao được cái chất lượng vườn hộ của các cái hộ đồng bào nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Ngoài ra thì thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, rồi là chương trình nông nghiệp công nghệ cao, rồi là xây dựng thương hiệu sản phẩm, rồi thực hiện chương trình OCOP, rồi là các cái chương trình về chuyển đổi giống, rồi thuốc đầu tư vân vân, để giải quyết cái bài toán về cái tiêu chí về sản xuất. Cái thứ hai là tiêu chí về mặt môi trường thì địa phương cũng tập trung nhiều các giải pháp, trong đó thì cái xử lý rác tập trung ở cái bãi rác Lộc Phú hiện nay thì cũng đã có nhà đầu tư và đang thực hiện các cái thủ tục để xin là đầu tư và xử lý rác ở tại cái bãi rác này. Ngoài ra thì địa phương cũng tập trung các cái nguồn lực đầu tư về phương tiện, rồi kinh phí, rồi con người để quản lý cũng như là xử lý rác ở cái bãi rác Lộc Phú và vận chuyển rác từ các cái địa điểm tập kết rác đã được quy hoạch ở các cái địa phương về tại cái vị trí này để xử lý. Ngoài ra thì cũng tăng cường cái công tác kiểm tra cái việc thực hiện cái công tác về môi trường của các cái doanh nghiệp trên địa bàn để các cái doanh nghiệp tuân thủ tốt hơn và tuyên truyền vận động nhân dân có một cái sự quyết tâm cao trong cái việc bảo vệ môi trường trong sản xuất, đặc biệt là cái việc thu gom các cái chai thuốc bảo vệ thực vật hiện nay là còn rất nhiều các cái bất cập và có tồn tại ở một số địa phương, và quyết tâm để giữ gìn cái môi trường sống trong lành, xây dựng cảnh quan môi trường cho nó tốt. Thì đó là hai cái tiêu chí mà địa phương còn gặp khó khăn, nhưng mà với một cái sự quyết tâm cao thì có lẽ rằng là đến năm 2020 thì bốn cái tiêu chí còn lại địa phương Bảo Lâm sẽ hoàn thành và về đích năm 2020 là huyện nông thôn mới. Đây là một cái sự nỗ lực cố gắng lớn của đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương Bảo Lâm. Hy vọng rằng với những cái nỗ lực mà chính quyền địa phương cũng như là toàn thể nhân dân huyện Bảo Lâm đang cố gắng thực hiện thì cái mục tiêu tiệm cận năm 2020 sẽ đạt được như kỳ vọng ạ. Và như lúc nãy thì trong cái phần câu hỏi mà khán giả gửi tới chương trình thì lãnh đạo của huyện Bảo Lâm cũng đã nhắc đến cụm công nghiệp Lộc Thắng, và đây cũng chính là vấn đề mà chương trình cải cách thủ tục hành chính của số này cũng vấn đề cập tới, và thực trạng của cụm công nghiệp này hiện nay ra sao, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự. Cụm công nghiệp Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch vào năm 2004 với tổng diện tích 34,9 ha. Diện tích đất thuộc dự án cụm công nghiệp được giao để thu hút đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nhưng thực tế lại đang được sản xuất nông nghiệp, gây bức xúc cho người dân tại địa phương. Cái khu công nghiệp đây đúng ra là phải xây dựng nhà máy các loại, đến mà bây giờ lại không có làm khu nhà máy thì biết đi trồng dâu rồi đi trồng. Nói chung là người ta làm cái gì đấy trồng dâu chứ đâu khu thu hút công nhân thì không có. Bây giờ dân ở đây thì thất nghiệp. Cụm công nghiệp Lộc Thắng ban đầu được giao cho công ty cổ phần Điện Bảo Tân. Tuy nhiên, đơn vị này không tiến hành đầu tư nên Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định thu hồi, đồng thời chấp thuận chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đức đầu tư dự án với diện tích 21 ha. Qua kiểm tra của các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm mới đây thì công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đức đã tiến hành xây dựng, đưa vào sử dụng hạng mục nhà quản lý điều hành, hệ thống thoát nước, nhưng không có giấy phép xây dựng, chưa lập quy hoạch chi tiết tổng thể mặt bằng, đánh giá tác động môi trường, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, xử lý nước thải. Hiện tại, đơn vị này đã ký kết với 8 doanh nghiệp để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, nhưng mới chỉ có 2 doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Hiện nay thì dự án đưa ra nhưng mà các nhà đầu tư là triển khai rất chậm. Ở huyện là có các cái phương án là mời gọi vào để hướng dẫn các cái thủ tục để đầu tư, nhưng hiện nay các chủ đầu tư là vẫn né tránh, là không đầu tư, làm ảnh hưởng đến là nhất về cái kêu gọi cái chính sách, các chính sách đầu tư của huyện, làm ảnh hưởng rất lớn và các cái nhu cầu sinh hoạt của người dân ở địa phương liên quan đến các cái dự án. Một dự án trọng điểm của huyện Bảo Lâm nhưng qua 15 năm chưa lấp đầy được 35% diện tích sản xuất, thậm chí còn sử dụng sai mục đích công năng, cơ sở hạ tầng chưa được hoàn thiện để phục vụ sản xuất, thì e rằng khó có doanh nghiệp nào mạnh dạn đầu tư sản xuất vào cụm công nghiệp Lộc Thắng. Dạ vâng.
những thực trạng, những hình ảnh và tiếng nói của người dân có lẽ đã không gây ít những trăn trở. Và trăn trở này thì chính quyền địa phương có những cái phương án gì ạ? Vâng, như vậy là cái thực trạng về điểm công nghiệp của Bảo Lâm theo phóng sự nêu trên là đúng ạ. Như vậy là cái điểm công nghiệp này thì đã được hình thành tương đối lâu, từ năm 2004 cho đến nay. Qua quá trình đó thì cũng thay đổi nhiều cái chủ đầu tư về cái kết cấu hạ tầng ở trong cái điểm công nghiệp. Thì cho đến giờ phút này là công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đức đã được Ủy ban dân tỉnh là chấp thuận để đầu tư cái hạ tầng, đồng thời là cho thuê đất với cái diện tích khoảng hơn 20 hectare ở trong cái điểm công nghiệp này. Tuy nhiên thì trong cái quá trình đầu tư rồi sử dụng đất thì cái hiệu quả của cái việc này nó cũng chưa cao. Mà cụ thể là gì? Là trước năm 2015 là có 4 cái doanh nghiệp đã được cho phép triển khai dự án. Và từ đó đến nay thì chỉ mới có thêm là 2 cái doanh nghiệp. Trong năm 2018 mới có 2 cái doanh nghiệp được Ủy ban dân tỉnh cho phép là cấp giấy phép đầu tư. Thì một doanh nghiệp đã hoàn thành xong nhà máy và một doanh nghiệp thì đến nay vẫn chưa triển khai. Cho nên là cái diện tích đất được thuê thì rất là lớn, nhưng mà cái việc lấp đầy thì là chưa được lấp đầy. Và cái đầu tư của cái doanh nghiệp tư nhân Đại Đức thì rất là chậm, rất là chậm. Và doanh nghiệp cũng đã đưa ra rất nhiều các cái nguyên nhân, nhưng mà tôi cho rằng là cái tâm sức, cái nguồn lực vật lực của doanh nghiệp để đầu tư vào cái này thì cũng chưa được đầu tư một cách tối đa và chưa phát huy hết hiệu quả của cái diện tích đất mà nhà nước đó cho doanh nghiệp thuê. Từ những cái việc như thế thì ảnh hưởng đến cái việc đầu tư kết cấu hạ tầng theo quy định, đường giao thông, rồi là xử lý nước thải, rồi điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh thoát nước và một số các cái công trình theo quy định khác thì rất là chậm và thiếu đồng bộ, cũng như là một số nơi là chưa được đầu tư, dẫn đến là nhiều nhà đầu tư vào huyện cũng không thể thỏa thuận được với doanh nghiệp tư nhân Đại Đức, rồi cũng không thể nào như vậy là đề nghị chính quyền địa phương để can thiệp vào cái điểm công nghiệp này được, dẫn đến cái việc là cái diện tích đất ở đây là không được lấp đầy và cái hiệu quả thu đầu tư là thấp, ảnh hưởng rất là lớn tới cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giải quyết công ăn việc làm và cái sự tăng trưởng cũng như là đóng góp vào ngân sách của nhà nước, tạo cái dư luận không tốt đối với nhân dân trên địa bàn của Bảo Lâm. Cho nên là chúng tôi cũng rất là trong thời gian vừa qua thì Bảo Lâm cũng đồng hành rồi cũng tạo các cái điều kiện cho công ty để triển khai dự án, đồng thời là cũng đề xuất với các cái sở ngành và Ủy ban dân tỉnh có cái kiểm tra đôn đốc. Thì trong thời gian sắp tới thì cũng rất là mong muốn địa phương cũng sẽ tiếp tục là theo cái chức năng nhiệm vụ của mình tạo điều kiện về an ninh trật tự rồi là cải cách hành chính, làm sao đó để mà không có cái khó khăn phiền hà gì đối với công ty để được khi triển khai dự án. Đồng thời cũng rất mong muốn các cái sở ngành cùng quan tâm để kiểm tra và có cái chấn chỉnh cái tiến độ đầu tư của cái doanh nghiệp này, làm sao đó để mà cái diện tích đất ở đây nhanh chóng được phát huy cái công năng của nó, đó là một cái điểm công nghiệp và giúp cho địa phương phát triển trong thời gian tới. Và địa phương cũng sẽ cùng với doanh nghiệp, rồi cùng với người dân sẽ tiếp tục giám sát, kiểm tra đôn đốc cái doanh nghiệp này để thực hiện dự án trong thời gian tới. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, gần 70 tỷ đồng là con số tiết kiệm được từ việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Vâng, đây là một con số biết nói phải không ạ? Và thưa bà Phạm Thị Tường Vân, trong năm 2019 này thì có những cái mục tiêu gì đặt ra trong cái công tác này ạ? Thưa biên tập viên Vân Hảo và bạn xem đài, thì có thể nói rằng là con số mà 70 tỷ tiết kiệm được từ cái việc thực hiện cơ chế tự chủ của các cơ quan quản lý nhà nước thì phải nói là khi nói ra thì về phía cơ quan tài chính thì chúng tôi lấy rất là mừng, bởi vì là có tiết kiệm được thì nâng cao cái đời sống cho cán bộ công chức. Trong cái năm 2018 thì theo thống kê của chúng tôi thì cái tiết kiệm 70 tỷ đó chủ yếu là tiết kiệm từ cái việc mua sắm, sửa chữa các cái phương tiện và các cái máy móc, trang thiết bị để mà phục vụ cho công tác, cũng như là tiết kiệm hội nghị, công tác phí, hội nghị phí và tiết kiệm về các cái vật tư văn phòng. Tuy nhiên thì cái con số 70 tỷ cũng không phải là con số lớn, chưa phải là con số lớn. Theo đánh giá của chúng tôi thì nhiều cái địa phương là cái số đơn vị tiết kiệm được rất là ít, có những đơn vị mà không tiết kiệm được một đồng nào trong năm, cũng có những cái đơn vị thì chỉ tiết kiệm được khoảng 15.000
cho một cán bộ công chức một năm. Như vậy thì con số tiết kiệm rất là khiêm tốn, và một số đơn vị thì vẫn còn dùng ngân sách nhà nước để mà chi tham quan học tập hoặc là chi cho những cái hoạt động phong trào mà không cần thiết. Vì vậy cho nên là cái việc mà tiết kiệm một số cơ quan đơn vị thì cũng chưa thực hiện được nghiêm túc. Do đó thì chúng tôi cũng mong muốn là trong cái thời gian tới là cái công tác tiết kiệm nó phải được tăng cường hơn, đặc biệt là ở các cơ quan đơn vị thuộc cấp huyện. Như là anh Kiên, chắc là ở huyện Bảo Lâm thì anh Kiên cũng đã thấy được là các cơ quan đơn vị ở huyện rất là chưa có tích cực trong cái vấn đề đấy. Do đó thì vấn đề đặt ra là làm sao mà Sở Tài chính phải xây dựng được một cái định mức phân bổ ngân sách cho hợp lý, để mà làm sao mà nhìn vô cái định mức phân bổ thì họ thấy được cái động lực của họ là họ phải có trách nhiệm, họ tiết kiệm, cũng như là để mà nâng cao cái thu nhập, để không có cái sự phân bì là Lâm Đồng thì định mức thấp mà các cái tỉnh khác thì định mức cao. Thì chúng tôi cũng có cái đó, nó cũng là một cái mà phương án chúng tôi đưa ra, cũng như là cũng phải xây dựng được cái định mức chi tiêu làm sao cho nó hợp lý, không nhất thiết là tỉnh khác tăng là mình cũng tăng, hoặc là mình phải làm sao cho nó sát với cái tình hình thực tế và cái diễn biến giá cả của địa phương. Và cũng phải đặt cái mục tiêu cho cái giai đoạn 2021-2025 một số cái biện pháp trong cái tái cơ cấu ngân sách mà Ủy ban tỉnh đã đề ra, để làm sao mà cái tiết kiệm trong thời gian tới nó sẽ tăng lên, không phải chỉ dừng lại con số 70 mà nó có thể là con số cao hơn rất là nhiều. Dạ vâng, những ý nghĩa mà những con số biết nói thì là rõ ràng đã mang lại rất nhiều hiệu quả trong chính cuộc sống của cán bộ công nhân viên chức lao động, cũng như là chính đối với lại ngân sách của tỉnh, đúng không ạ? Và bây giờ thì còn những cái phút cuối của chương trình, chúng tôi sẽ dành cho những câu hỏi mà khán giả trực tiếp gửi tới, và xin mời tổ thư ký hãy nêu ngắn gọn nhất những câu hỏi mà gửi tới địa phương Bảo Lâm cũng như là Sở Tài chính. Xin cảm ơn chị Vân Hảo. Xin được gửi đến sở lãnh đạo Sở Tài chính câu hỏi của người dân gửi đến chương trình ạ. Xin hỏi rằng hiện nay theo tôi được biết thì quản lý giá và kê khai giá do Sở Tài chính quản lý, nhưng hiện nay thì công tác quản lý này như thế nào ạ? Và câu hỏi dành cho huyện Bảo Lâm ạ. Người dân ở tổ dân phố 5, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm có đặt câu hỏi rằng khu vực nghĩa địa cũ ở Lộc Thắng đã có quy hoạch từ lâu, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy thực hiện. Vậy xin hỏi lãnh đạo địa phương có ý kiến như thế nào và bao giờ thực hiện dự án này ạ? Vâng, xin mời lãnh đạo các sở ngành. Xin được cảm ơn tổ thư ký ạ. Và bây giờ xin mời phần câu hỏi, phần câu trả lời của lãnh đạo Sở Tài chính với câu hỏi mà khán giả vừa gửi tới. Vâng, đúng là cảm ơn bạn xem truyền hình rất là nhiều về cái câu hỏi kê khai giá, bởi vì cái thủ tục kê khai giá nó liên quan rất nhiều đến người dân cũng như doanh nghiệp. Do đó chúng tôi cũng mong muốn là thông qua một cái kênh truyền hình cũng như là một cái kênh thông tin truyền thông để mà chúng tôi chia sẻ đến với người dân cũng như doanh nghiệp. Thì báo cáo với bạn xem truyền hình là cái thủ tục kê khai giá của Sở Tài chính thì hiện nay là thực hiện theo cái thủ tục hành chính và giải quyết trong thời hạn là một ngày thông qua cái bộ phận một cửa của Sở Tài chính. Như lúc nãy tôi cũng đã trao đổi là trong cái 13 thủ tục mà chúng tôi sẽ nâng cấp từ mức độ 2, 3 lên mức độ 4 thì trong đó có cái thủ tục là kê khai giá, và cái thủ tục kê khai giá chúng tôi đã chuyển từ mức độ 3 lên mức độ 4 rồi. Hiện nay thì các cái doanh nghiệp, người dân cũng có thể là gửi hồ sơ thông qua cái giao dịch điện tử và không phải lên Sở Tài chính để nộp hồ sơ này nữa. Do đó thì qua cái kênh truyền hình này thì tôi cũng rất là cảm ơn bạn xem đài và mong muốn là qua đây để các bạn xem truyền hình được biết và liên hệ với Sở Tài chính thông qua cái giao dịch điện tử, không phải lên trực tiếp Sở Tài chính nữa, và tiếp tục là theo dõi tham gia cái giao dịch điện tử trên cái mạng của Sở Tài chính để góp ý tham gia cho Sở Tài chính để điều chỉnh cho phù hợp hơn. Xin cảm ơn phần trả lời của bà Vân. Xin mời lãnh đạo huyện Bảo Lâm ạ. Xin được cảm ơn câu hỏi của bạn xem truyền hình. Như bạn hỏi và phản ánh như vậy là rất là chính xác. Cái địa điểm khu đất thu hút đầu tư này của Bảo Lâm thì nằm ở gần ngay trung tâm của Bảo Lâm, trong một cái khu dân cư và hết sức thuận lợi trong vấn đề thực hiện các cái dịch vụ sinh lợi ở cái khu đất này. Và chính vì vậy là huyện Bảo Lâm cũng đã đưa vào quy hoạch và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận để thu hút đầu tư cho thu hồi đất và cho thuê đất để thực hiện cái dự án ở trên cái khu vực đất này. Như vậy là tháng 1 năm 2013 thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Gia thuê cái khu vực đất này để làm cái tổ hợp nhà hàng, khách sạn, cà phê, karaoke. Và kể từ năm 2013 cho đến nay thì doanh nghiệp An Phú Gia đã
không nghiêm túc thực hiện cái dự án này. Sau đó thì đã chuyển cái dự án cho doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Gia Phát để tiếp tục thực hiện dự án. Và Ủy ban dân tỉnh đã tiếp tục là cho các cái chủ trương và thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp này. Tuy nhiên đến giờ phút này thì công ty Phú Gia Phát cũng chưa nghiêm túc thực hiện các cái quy định, các cái quyết định của Ủy ban dân tỉnh về cái việc triển khai dự án tổ hợp nhà khách sạn, cà phê, karaoke trên cái diện tích đất này, dẫn đến cái việc là lãng phí cái tài nguyên đất đai ở đây rất là lớn, rồi bỏ hoang cái diện tích đất hơn 1 hecta như thế thì dẫn đến cái việc là người dân người ta xả thải các cái sản phẩm độc hại ở cái khu vực này, rồi là gây nhếch nhác với bộ mặt đô thị của thị trấn Lộc Thắng. Mặt khác thì một số các cái hộ dân thì cũng lấn chiếm vỉa hè để rồi kinh doanh buôn bán, dẫn đến cái ảnh hưởng tới cái an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, và cái quản lý của địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Địa phương cũng đã nhiều lần đề nghị là công ty nghiêm túc triển khai thực hiện cái dự án này theo giấy phép của Ủy ban dân tỉnh, nhưng mà công ty vẫn không có các cái động thái triển khai dự án ở đây. Đồng thời như vậy là cũng có những cái vi phạm về san gạt đất đai, lấn chiếm mặt nước hồ, địa phương cũng đã có cái xử lý theo quy định pháp luật và cũng rất thiện chí để mong muốn công ty tiếp tục triển khai dự án. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ, và đây vẫn là một cái khu đất bỏ hoang và với cái hiện trạng như trên. Cho nên là trong thời gian tới thì cũng rất là mong các cái sở ngành cùng với địa phương tiếp tục là đôn đốc công ty này triển khai dự án, và nếu như tiếp tục công ty không có thiện chí để mà đầu tư dự án này thì địa phương cũng sẽ đề nghị với Ủy ban dân tỉnh là thu hồi để rồi tiếp tục thu hút các cái nhà đầu tư có điều kiện và có thiện chí hơn để đầu tư phát triển cái khu đất này ở địa phương và tránh đi cái tình trạng là bức xúc của người dân địa phương như hiện nay. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Và tổ thư ký thì có gửi lên những tổng hợp của chúng tôi đối với lại hai sở và địa phương. Đối với sở tài chính đó là vấn đề điều chỉnh giá đất, và vấn đề thứ hai đó là loạn giá gửi xe hiện nay. Đối với huyện Bảo Lâm đó chính là vấn đề có những cái lỗ hổng trong quản lý tài nguyên khoáng sản. Vấn đề tính chất phức tạp của công tác quản lý bảo vệ rừng và cái số vụ vi phạm thì giảm, nhưng mà cái tính chất vi phạm thì ngày càng tăng. Và vấn đề nữa là tỷ lệ lao động giải quyết việc làm thấp. Đây là những vấn đề mà chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến Sở Tài chính và lãnh đạo huyện Bảo Lâm để có văn bản trả lời trực tiếp đến những mối quan tâm của quý vị và các bạn. Thời lượng của chương trình đến đây cũng đã hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục là cầu nối để có thể kết nối giữa những cái mối quan tâm của quý vị đối với lại các cái nhà chức trách và các cái chính quyền địa phương. Xin cảm ơn sự tham gia của hai vị khách mời. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.